Con xin đảnh lễ sư, kính bạch sư, con có một cho con hỏi là câu một: nhân duyên gì khi con gặp một vị sư Nam Tông nào đó, con liền khởi lòng hoan nghỉ và muốn lập tức đến đảnh lễ cúng dường như sư Hạnh Tuệ, sư Tuệ Tường, sư Giác Nguyên, vân vân. Con là người không dễ bị thu hút bởi vẻ bề ngoài đâu ạ. Ví dụ hảo tướng, nói chuyện hài hước, hay bằng sự tò mò, hay hiệu ứng đám đông đâu ạ. Mà con cảm nhận thấy rất rõ ràng sự tôn kính và biết ơn này xuất phát từ trong thân tâm con. Các vị khác con cũng rất cung kính và hoan hỷ, nhưng các vị trên thì rất đặc biệt. Con phải chăng con đã gieo duyên gặp chánh pháp từ lâu rồi chăng? Con rất ưa việc bố thí, nhưng con định là mỗi lần chỉ gửi một câu hỏi thôi. Cho nên nếu như quý vị gửi hai câu hỏi thì sư cũng chỉ trả lời một câu. Ráng chịu ha. Thì cái việc chúng ta mến mộ một vị nào đó, nó có nhiều nguyên nhân. Một á, là chúng ta mến mộ do cái hình tướng bề ngoài. Ví dụ như có người họ thấy Đức Thế Tôn với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp thì họ mến mộ Ngài. Rồi có người họ mến mộ do được nghe đồn. Tức là có những người họ nổi tiếng, họ nghe đồn thì người ta có niềm tin nơi các vị đó do lời đồn. Nói về cái thiện á, thì do vào thời Phật á, người ta đồn ở Đức Thế Tôn là một vị Phật chánh đẳng giác, A-la-hán, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều người trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Thì rất nhiều người do nghe lời đồn đó mà đến quy kính với Thế Tôn và xác nhận là những lời đồn đó là chân thật. Cái thứ ba đó là người ta có niềm tin do nghĩ về, do thấy cái sự khổ hạnh. Ví dụ như có nhiều người đó họ mê, họ nhìn mấy người mà kham khổ, khổ hạnh đó, thì họ cũng có niềm tin. Thì cái này cũng được vào thời Đức Phật thì sau khi nghe họ hoan hỷ, họ có niềm tin nơi Đức Thế Tôn. Thì đó là bốn nguyên nhân sanh khởi niềm tin ở thế gian này trong cái phạm vi tôn giáo. Thì với Đức Thế Tôn là Ngài có đủ. Còn với chúng sanh thế gian thì thường chúng ta sẽ một trong bốn loại này. Thì quý vị tự quý vị xem xét coi là mình thuộc loại nào trong bốn loại này. Ngoài ra đó, nó còn có một loại khả năng nữa mà nó nằm ở trong chú giải pháp cú. Đó là cái do chúng ta có duyên từ duyên quyến thuộc từ đời trước nhiều đời, thì tự nhiên chúng ta nhìn một người nào đó chúng ta có lòng cảm mến, thì đó lại là một cái nhân duyên khác. Ví dụ như có hai vợ chồng khi thấy Đức Thế Tôn thì rất là hoan hỷ và nói là con ơi, con đi lâu quá, con giờ này mới gặp được con, thì mới mời Đức Thế Tôn vào nhà và đảnh lễ cúng dường. Thì Chư Tăng mới nói là tại sao hai ông bà này lại làm chuyện kỳ cục vậy? Bởi vì ai cũng biết là thân phụ và thân mẫu của Thế Tôn là vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Thì Đức Thế Tôn mới nói họ không có nói sai, bởi vì hai người này đã từng là cha là mẹ của Ngài trong 500 kiếp, từng làm cô dì chú bác trong 500 kiếp, từng là ông bà trong 500 kiếp. Cho nên khi mà nhìn lại thì cái tình quyến thuộc xưa cũ nó khởi lên đối với vị đó. Thì đó là những nguyên nhân ha, và tự quý vị xem xét coi là mình thuộc nguyên nhân nào. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.